chị. Rồi, áo em đang mặc là tặng không đồng nha các chị ha. Tặng không đồng dùm cho em luôn. Áo em đang mặc là đang tặng, áo vàng 50-55kg mặc vừa tặng không đồng các chị ha. 50-55kg mặc vừa tặng không đồng. Gái nào thấy được bình luận tiếp em ha. Áo em mặc 50-55kg em tặng không đồng. Gái nào thấy được bình luận tiếp em cái nha mấy chị. Tặng không đồng, tặng không đồng màu vàng. Áo em đang mặc màu vàng tặng không đồng. Tặng không đồng nha, chị đẹp là thấy được bình luận giùm em ha. Tặng không đồng chị gái đó, thấy được bình luận tiếp em cái nha. Áo em đang mặc là đang tặng. Vừa mấy chị tặng không đồng nha. Tặng không đồng áo vàng em đang mặc 50-55kg mặc vừa. Áo vàng em đang tặng không đồng, chị gái nào chốt lượng cho em nha. 50-55kg mặc vừa tặng không đồng áo vàng. Giá nào chốt và lượng cho em tặng không đồng. Hello em đi mấy chị ơi, chúc mừng đi mấy chị, cho nó đừng bị ẩn đi mấy chị gái ơi. Chúc mừng năm mới đi mấy chị, cho nó đừng bị ẩn mấy chị gái. Rồi, màu đen 60kg mặc vừa. Màu đen 60kg nha. Có chị nào đang thấy được em á, tiếp em cái đi. Em đang tặng một cái áo vàng 50kg, 55kg mặc vừa tặng không đồng á. Dạ, em chào chị Bảo Ngọc. Em chào tất cả. Em đang tặng nha. Chị gái nào thấy được bình luận tiếp em nha. Màu cam, màu vàng 50-55kg mặc vừa em tăng tặng không đồng. Đó, chị gái nó chốt lượng cho em 50-55kg nha, tặng không đồng màu cam. Màu cam, màu vàng em đang tặng, chị gái nó thấy được bình luận tiếp em ha. Năm mươi năm mươi lăm ký mặc vừa tặng không đồng áo cam luôn. Giá nào chốt tặng bình luận giùm em nha. Tặng không đồng có chia sẻ giùm em, có số điện thoại em chốt hàng. Rồi, màu vàng em tặng không đồng 50-55kg nha. Tặng không đồng giùm em luôn. Giá nào chốt tặng thì bình luận giùm em tặng nha. Tặng không đồng giùm em luôn. Rồi, áo màu đỏ giùm em luôn. Áo màu đỏ nha. Áo màu đỏ 60kg nè. Màu đỏ 60kg nha các chị. Màu cam em đang tặng không đồng nha. 50-55kg mặc vừa. Chị gái nào chốt thì bình luận em. 50-55kg mặc vừa. Áo màu đỏ 60kg mặc vừa. Ký mặc vừa áo đỏ nha các chị. 60kg đủ lại mặc vừa áo đỏ. Áo đỏ có cái dây cột bên hông nha, có đẹp lắm. Rồi áo đỏ giùm em 60kg trở lại mặc vừa áo đỏ. Quá trời dễ thương luôn mấy chị. Áo em đang tặng không đồng, chị gái nó thấy được bình luận tiếp nha. Áo đỏ giùm cho em luôn, quá trời dễ thương luôn. Tặng không đồng áo đỏ luôn.
tặng 0 đồng nha. Chị đẹp nào chốt bình luận cho em áo đỏ, áo cam, áo vàng. Áo cam 55kg nha. Áo vàng 55kg mặc vừa, 55kg mặc vừa. Cam 55kg, đỏ 60kg nha. Trời ơi sao không có bình luận mấy chị ơi. Em đang thấy 40 khách mà có hai cái bình luận à. Có chị nào đang thấy được tiếp em đi ha. Lì xì 200.000 đi mấy chị. Bình luận 3 con số đuôi nha. 3 con số đuôi, chị gái nào bình luận trúng 3 con số đuôi thì sẽ mình sẽ nhận được 200.000 lì xì. Em chốt hàng là có số điện thoại nha, có số ký và tặng giùm em màu gì nữa ha. Tại vì biết sao em lên là nó tới mấy size lần. Kèm màu, kèm ký, số điện thoại cho em. Chị gái nào mà vừa size thì em sẽ tặng, còn không vừa thì em cho qua. Em lì xì 200.000 nha. Chị gái nào mà chia sẻ lên khách em sẽ lì xì 200.000. 3 con số đuôi nha, 3 con số đuôi. Chị gái nào vừa ra mà 3 con số đuôi đúng thì sẽ tặng nha, 200. Áo đỏ đây em đang tặng, chị gái nào chốt bình luận. Đang tặng 0 đồng nha, chị gái nào thấy được bình luận đem. Áo beo này là size 50kg mặc vừa. Bình luận giùm em đi mấy chị. Chia sẻ nhiệt tình giùm em ha. Rồi beo 50-53kg mặc vừa. Beo 50-53kg mặc vừa. Mấy chị chia sẻ lên giùm em đi. 200 khách bắt đầu tặng tiền đó mấy chị gái nha. Áo em đang tặng cho mấy chị. Áo vàng này 50-55kg nè. Cái giá sale cũng 100 mấy á. Em đang tặng 0 đồng mà chưa thấy ai lấy nha. 50-55kg mặc vừa. Áo này em đang sale 120, nhưng em đang tặng 0 đồng màu vàng. Áo màu cam nha. Áo màu cam giùm em. 50-55kg màu cam. Em đang tặng 0 đồng màu cam. Cột cái nơ lại rất là đẹp nha các chị nha. Màu cam giùm em. 50-55kg màu cam em đang tặng nha. Đó, chốt thì bình luận cho em màu cam. Em đang tặng 0 đồng màu cam. Dạ chị Phạm Thiệp, mình chưa có số ký nên em chưa chốt nha chị. Tại em không biết chị nhiêu ký á. Cái áo này là size 60kg mặc vừa. Cái áo này là 60kg mặc vừa ha. Cái này là em đang sale 120. Em đang tặng 0 đồng. Dạ chị Mạc Nga, chị có thích chốt cái áo này không? Áo này em vừa mua với mặt hồi chiều luôn. Chị có chốt em để lại cho. 50-53kg mặt vừa ha. 50-53-55kg mặt vừa 300. Chị có chốt em để cho chị liền ha. Chị mặc nha. Áo em đang mặc. Áo này em tặng cho mấy chị có 0 đồng thôi nè. 60kg em đang sale 120, em đang tặng 0 đồng nha. Chốt thì bình luận cho em. Có số ký em tặng nha. Rồi màu cam này 50-55kg mặt vừa màu cam nè. Đây nha. Chị Nguyễn Hằng thì chị Nguyễn Hằng ơi, chưa bao giờ em tặng một lúc mà một mình chị ba cái đâu, không bao giờ có nha chị. Ví dụ em tặng là một khách một cái là quá nhiều rồi đó. Em chưa bao giờ em tặng ai một lần mà ba cái một lúc đâu nha. Mấy chị chịu khó giùm cho em để ý nghe giùm em chứ, kèm ký kèm số điện thoại và có chia sẻ em tặng nha. Tặng là một hên lắm là một được một cái. Một mình chị tặng ba cái thì thôi em tặng hết cho chị luôn cho rồi, bán làm chi nữa trời. Rồi màu cam nha, đang tặng 0 đồng nè. Màu cam nha, chứ đẹp nào chốt bình luận cho em cam 50-55kg mặt vừa. Tặng là có số điện thoại nha. Và có màu dùm cho em luôn. Chứ mấy chị chốt mà tặng mà không có cái gì em không có chốt được hàng đâu. Mấy chị gái nghe. Tặng là mình phải có số ký. Màu cam nè. Màu cam, màu vàng, màu đỏ. Đây nha, cam. Cam vàng đỏ em. 50-55kg mặt vừa màu vàng. Em sale cũng giá rẻ nhất là 120 một cái màu vàng rồi, màu đỏ cũng vậy. Em đang tặng cho mấy chị 0 đồng. Tặng hên lắm được một cái được rồi. Em đưa lên 5 cái với mấy chị mua 5, tặng 5 cái luôn chắc chết luôn quá. Chị Phạm Thiệp, mình không có màu em không chốt. Rồi chị gái nào chốt màu cam mình lượng cho em cam. Ok chị Phạm Lộc nha.
Cái điện thoại chú đen đâu đâu thôi. Điện thoại màu đen kia đâu rồi? Cái đắt lại chỗ nào? Rồi em ok chị Phạm Lộc nha. Chị Phạm Lộc ủng hộ cái gì nữa giùm em đi để em chốt đơn cho được nha chị. Chị gái nào mà chốt được liền á, mình mua liền một cái giùm em để em chốt đơn nha. Chứ mấy chị chốt xong, mấy chị tặng xong, mấy chị đứng hình á là em không có chốt được nha, em nói trước. Tại vì chốt đơn là kèm tặng có hàng đi nha. Còn chốt tặng một cái mà không có gì để chốt là em không có chốt được hàng ạ. Đây chị Phạm Lộc làm chốt trước tiên. Chị Phạm Lộc em ok nha. Đây nè em để đây, chị gái nào có cái áo mà cái gì liền là em chốt nha, còn không là cho qua giùm cho em nè. Chị khói quần em hết màu vàng rồi. Màu cam này size 50-55kg em cũng đang tặng không đồng nha. Dạ chị Lương Đào, mình không có gì để tặng. Tặng mà không có cái màu với không có số ký á, em không biết chốt cái gì. Rồi chị Phạm Lộc bình luận giá beo 100 đi chị. Nhưng mà đơn 150 em mới chốt nha. Chị Phạm Lộc có chốt bình luận beo 100 đi em chốt cho. Rồi chị gái nào chốt bình luận cho em à, cam nha, tặng không đồng nè. Chị Phạm Lộc có mua cái đó thì bình luận 100. Cam 50-55kg mặc vừa ha. Cam. Chị gái nào chốt thì bình luận cho em cam cột dây nè. Ví dụ mấy chị bỏ quần cũng đẹp. Rồi chị Phạm Lộc mình không có chốt thì em cho Phạm Tiết nha. 100 ok Phạm Tiết nè. Beo 100 ok nha Phạm Tiết nha. Ok Phạm Tiết. Rồi chị Ngọc Sang em tặng cái cam nha chị. Em sale á, cái giá mà rẻ nhất á thì cũng là 80.000. Ok chị Ngọc Sang em tặng nè. Tặng là chốt đơn liền tay nha. Chứ tặng mà chờ em là like một buổi mới chốt là em xả mất tiêu rồi nha. Chị Ngọc Sang em ok tặng nè. Beo em đang sale 100. Đây nè beo nha, beo 100 nha. Chốt cái beo thì bà lận cho em beo 100. Chị Phạm Tuyết beo 100 chốt nè ha. Rồi áo cam em đang tặng không đồng. Dạ chị Lương Đào, chừng nào mà thấy 5kg em chị bán thì chị mua. Ví dụ 200 mấy cái á là em có hàng nha chị Lương Đào. Rồi chứ đẹp nào chốt cái màu cam em đang tặng nè. Chị Ngọc Sang là em tặng cam rồi á ha chị. Dạ chị Phạm Lộc beo em hết. Phạm Tiến này vàng hết luôn rồi ha. Không có hết rồi. Chị gái nào được em gọi tên là có nha. Rồi cái đen này em đang xả 100 nè. Rồi cái đen này là 250 á mấy chị. 65kg nha. 65kg mặc vừa em xả 100 luôn. Em lấy tương tác nha. 100. Phạm Tuyết là hết vàng nha. Phạm Tuyết mua ủng hộ giùm em cái gì nữa để em chốt 150 là em chốt đơn nha. Cái màu đen này là 250 lần á các chị. Em xả 100 nha, 65kg nè. Đơn 150 là em sẽ chốt. 65-67kg mặc vừa ha. Cái mẫu này thường em sale là 250 á. 65-67kg mặc vừa 100. Đen. Rồi màu xanh nè. Màu xanh này thường là em sale 120 nha. Nhưng đầu like bán lấy tương tác cho mấy chị giá 80.000 thôi. Mấy chị có chốt cố gắng giùm em hai cái em đi đơn. 150 cho lên em sẽ chốt đơn nha. Bây giờ là nhất là chị Ngọc Sang nè với chị Phạm Lộc mình có chốt đơn thì em sẽ chốt nha. Còn nếu mà không chốt kế tiếp là em sẽ để ra cho chị khác. Chị gái nào có đơn là em tặng ha. Rồi chốt bình luận xanh em xả 80 nè. 50-60kg mặc vừa. Cái màu đen này em xả 100 nha, 65kg mặc vừa. Em chỉ chốt tặng cho chị khách nào mà mình mua đầu like á, để em chốt đơn cho nó nhanh. Còn mấy chị mà không chốt được thì em sẽ nhường cho chị khác. Mấy chị muốn mua thì lúc nào mua cũng được ha. Còn tặng là phải có đủ đơn giùm cho em. Rồi màu xanh giùm em nha. Rồi ok chị Ngọc Sang, xanh này một chút xíu là em sale 120 ha. Nhưng đầu like em bán 100.
Đây mấy cái này là hồi chiều giờ em sale 120, nhưng đầu la em chỉ bán cho mấy chị là 90 ngàn thôi. Màu đỏ nha, chị gái nào chốt thì nhanh tay chốt giùm em. 50-60kg nha, 90 ngàn, cái này em đang sale 120. Like chị em qua em like mấy trăm cái này nè, giá 120 ha. Rồi, em bán cho mấy chị đỏ 90, chốt thì mình luận giá tiền và ký giùm em nha. Vừa sai thì chốt, còn không thì mình đừng lấy nha. Rồi, em ok chị Phượng 100. Dạ, mình chốt là phải có giá tiền nha. Chị Thanh Phương ví dụ như có giá tiền em mới chốt ha. Chị nào ra trước thì em sẽ chốt hai cái là em sẽ đi đơn với chị. Chị nào chốt thì luận cho em nha, đỏ nha. Màu xanh này là em đang sale 120 nè. Em bán cho mấy chị là giá tương tác là 90 ngàn, nhưng mà chốt là đủ đơn em sẽ chốt. Mấy chị gái nha, còn không đủ là em không chốt được hàng. Cái này 50-60kg mặc vừa. Dạ ok chị Bích Phượng rồi. 50-60kg em đang sale 120, hồi chiều giờ em vẫn bán 120 ha. Đầu la em bán cho mấy chị chỉ có giá 90 ngàn thôi. Dạ em hết rồi, chị Hạnh ơi chốt cái khác giùm em nha chị. Dạ 100 em không có chốt chị. Bên em là ít nhất là từ 150 chưa lên em mới chốt đơn. Rồi 100 ngàn nha. Ai quên 90 ngàn, cái này á là em bán để chi ân và chia sẻ giùm em. Mấy chị mua từ hai cái hàng sale em sẽ chốt đơn. Cái này em bán cho mấy chị 80, à quên, nhiêu quên mẹ rồi, 120 em bán cho mấy chị 90 nè. 60kg mặt vừa quý vị. Mấy chị là kèm màu và kèm ký số tiền giùm em luôn. Mấy chị gái nha, nếu mà mình mua thì nhiệt tình giùm em, còn không mua thì coi chơi. Các chị nghe. Ok chị Phạm Lộc xanh, rồi chị Á đỏ chốt bình luận 90. Nhưng mấy chị phải có số ký nha, số ký và giá tiền giùm em luôn. Chứ mấy chị không để số ký là em không chốt đơn được nha mấy chị. Cái máy chốt đơn bây giờ nó rất là chậm, mạng nó rất là chậm. Rồi chốt bình luận cho em nha. Mấy cái này là em đang sale 120 đến 150, hồi chiều mấy chị cũng thấy rồi. Chứ không phải bây giờ nói, nhưng mà đầu like vô em bán cái giá là nó yêu thương hơn. Đó màu trắng cho mấy chị, màu trắng cho mấy chị luôn nha. Cái này đang sale 120, em bán cho mấy chị giá 90 ngàn. Cứ hai áo là em sẽ đi đơn. Nhưng mà nhớ mấy em là có, nhưng mà em là số điện thoại và giá tiền cực ký. Để mặc vừa em sẽ chốt đơn nha các chị nghe. Đó màu trắng giùm em, chốt có 90 ngàn thôi, chiều là mua 120 ngàn. Rồi chị gái nào đang thấy được em bình luận nha. Dạ chị mặc nha 70kg, hôm nay em không có áo 70kg nha. Rồi chốt bình luận cho em màu đỏ. Dạ chị Hoàng Lê, cái này vừa đó chị, đỏ này vừa nha, tại em thích bán 60kg thôi chứ vừa, 62-63kg là ok nha. Có chốt thì chốt nha chị Hoàng Lê nha. Cái này em đang sale 130-120 đó. Chị chốt em để cho chị 90 nè, đỏ mà em. Đó, chốt em lần cho em nha, đỏ 90. Rồi chị đẹp rồi, chốt trắng này 50-60kg nè. Em nói 60kg mà em kéo cái này nè mấy chị ha. Nó rất là bự, hung ở đây nè. Đó, 90 ngàn giùm em luôn. Chốt như vậy mà mấy chị không chốt được nữa thì em không biết bán cái giá nào cho mấy chị để ok hơn đâu ha. Em bán cái này y như là em nói chung là bán y như câu like vậy đó các chị. Y như câu like vậy đó. Rồi màu xanh này em đang sale 120, đầu la em cũng bán cho mấy chị 90 ngàn, nhưng mà em nói chung là y như là cần một sự giúp đỡ, là y như là chia sẻ giùm em một lần hai lần vậy đó nha. Chốt bình luận cho em. Một chút xíu em like chút xíu đầu la là em qua em bán cho mấy chị là giá 120 đến 150 giá sale á, chứ không có giá 90 ngàn đâu ha. Rồi màu xanh em đang bán giá 90 ngàn, nhưng mà chị gái nào mình mua được hai cái thì mình không chốt đơn, còn mình mua không được thì đừng chốt nha, tại vì một cái em không có đi đơn. Và ship là 30 ngàn một đơn nha các chị nha. Em đang xả như này là mấy chị mua hai cái hay là mấy cái ship mà em 30 ngàn. Trừ khi mua ba cái mà có chia sẻ đầy đủ giùm em là free ship ba cái nha. Free ship là ba cái, nhưng mà em bán giá nói chung là bán cái này là bán không có lời. Nhưng mà free ship là lỗ tiền ship á. Ok chị Phạm Lộc nè. Chị gái nào chốt chắc chắn mình lấy thì chốt nha. Chứ còn chốt mà xả tới xả lui, đổi tới đổi lui là em không chốt được hàng đâu các chị nghe. Tại em đang xả nói chung là cái giá này là cái giá nhiều cái em lấy tới 100 mấy lần. Em vẫn xả cho mấy chị có 90 ngàn lấy tương tác thôi. Rồi cái này 50-60kg mặc vừa màu đen. Cái tay rất là dễ cưng luôn, 90 ngàn luôn. Mấy chị coi like chị hôm qua em like 120 ngàn một cái mà em bóng quá trời cái mẫu luôn. Rồi chị Phạm Lộc ok nha. Màu đen 90 ngàn, chị gái được chốt thì bình luận cho em. Chị nào mình mua được một cái rồi á, mình cố gắng mua giùm em một cái nữa để đi đơn giùm em ha. Màu đen chị gái được chốt lần cho em.
Rồi màu đỏ mấy chị, màu đỏ nha. Màu đỏ hoa cực đẹp luôn nè. Màu đỏ 60kg trở lại mặc ok mà em. Cái này em đang sale 120 á. Em bán cho mấy chị 90 luôn đỏ. Chị Ánh rồi chốt lượng cho em 60kg đổ lại là mặc ok. Mấy chị ơi thương tình cho em xin một cái bình luận đi. Em cảm ơn mấy chị nhiều lắm. 160 khách nha. Rồi chị Ánh rồi chốt lượng cho em đỏ. Cái này 50, 55, 60kg mặc 10 em ra xả cho mấy chị 90.000. Chỉ cần lấy một cái bình luận chia sẻ em được một cái, hai cái là được rồi mấy chị nha. Cảm ơn nhiều lắm rồi. Đó, xả cho mấy chị có 90.000 à. Màu vàng giùm em ha, sale 120 nè. Em xả luôn 90.000. Cái vàng này 50, 55kg mặc là đẹp hết biết luôn. 166 chị. Mấy chị ơi, tiếp em một cái bình luận một chia sẻ thôi. Để cho nó đừng bị ẩn like em đi mấy chị. Mấy chị không chốt, mấy chị coi chơi thôi nha. Chia sẻ tiếp em một cái đi các chị. Áo này là bao đẹp bao rẻ luôn á. Có thấy được em thì tiếp em cái bình luận đi các chị. Chị gái nào mình mua được á, mình mua giùm em đủ đơn giùm em cảm ơn nhiều lắm nha. Chứ còn mua mà ví dụ như có 100.000 là em không thể đi đơn được với chị gái nha. Chốt cái bình luận cho em. Chị gái nào mua 100 rồi mình cố gắng mình chốt thêm giùm em với. Dạ chị Hằng ơi, mình phải có giá ký và giá giùm em luôn ha, chứ chốt không là em không có chốt. Chốt không là em không chốt được hàng đâu mấy chị. Rồi cái này màu vàng giùm em. Màu vàng nha, em bán cho mấy chị 90.000 lấy tương tác á, mấy chị giúp em một lượt chia sẻ nha các chị. Ok chị Hanh nè. Tiếp em một cái bình luận đi các chị ơi nha. Cho em xin cái bình luận đi các chị. Dạ em cảm ơn chị Út Tí. Rồi cái này là màu xanh nha, 50-60kg mặc vừa. Em chào 160 chị. Đó chị, 163 chị, giá nào thấy được cho em xin cái bình luận đi ạ. Dạ chị Hoa Trần em không có hàng nha, 75kg nay em chưa có. Mai hoặc mốt nha. Rồi chị gái nào chốt bình luận cho em màu xanh 90.000. Nhưng mà tiếp em một cái bình luận đi. Một cái chia sẻ đi mấy chị nha. Hàng sale 120 em đang xả tương tác có 90.000 à. Bà con cô bác mình nha. Chị gái nào mua thì ngày mai nghe điện thoại giùm em. Có mấy chị mua mà không có nghe điện thoại mấy chị buồn ghê luôn á. Rồi chị gái nào chốt bình luận cho em nha. Màu xanh giùm em 90.000. Màu xanh nha, quá rẻ luôn. Màu vàng màu xanh quá trời đất rẻ luôn. Alo. Alo. Nghe chị. À, rất là mập ạ. Dạ. Dạ chị lấy cái áo đỏ, cái áo vàng mà cổ mà có thun á, cũng có thun á. Rồi bây giờ em nó qua rồi em không biết chị ơi. 50 53 ký mặt vừa. Cái này mấy chị cho em kem. Dạ nó qua rồi em không có chốt. Dạ. 65 ký. Dạ hiện tại là em đang lên là size không có 65kg nha chị. Dạ bây giờ hiện tại chưa có chị. Dạ hiện tại chưa có đâu chị, đâu chừng có chốt nha chị. Rồi màu kem em xả 100 mấy chị. 50-55kg mặc vừa một kem xả 100 luôn. Trời ơi nó đẹp mấy chị. Em cảm ơn chị Phương Lan nha. Cái màu đen này 50-60kg em xả 90.000 luôn. Rồi chị Ánh nào chốt kem giùm em 100.000. Ok chị Hạnh Hương nè, mấy chị tha hồ mấy chị chốt đi. Em nói thật sự em xả hàng cái giá tét quần mấy chị gái nha. Chị Hạnh Hương ok nè. Ba cái là free ship giùm em nha. Dạ chị Mỹ Quyền ơi, mình phải có giá tiền và ký em mới chốt nha chị. Giá tiền và ký em mới chốt được, chứ còn chốt không là em không chốt nha. Rồi em ok chị Phạm Lộc. Dạ 65kg mấy mẫu này là em không có nha mấy chị. Mấy mẫu này em không có. Ngày mai hoặc mốt em lai 65kg nha. Còn bây giờ áo này là không có. Rồi 65kg màu đen nha. Áo màu đen này 65kg. Màu đen này 65kg mặc vừa. Chị Hương em hết một kem 60kg đây mấy chị. 60kg mặc vừa màu đen này ha. Em sale cho mấy chị 140 thôi. Màu đen nha. Đen 140. Chị Phạm Lộc ok một kem. Áo này em sale cho mấy chị 140 thôi, 60kg mặc vừa. Rồi màu đỏ nha, chị gái nào chốt một lần cho em đỏ. Đỏ cột lai đẹp lắm, 60kg nha các chị, 60kg mặc vừa, sale 120 luôn á, em xả cho mấy chị 90 luôn nè. Cột cái lai ở lai đẹp lắm luôn nha, chốt một lần cho em đỏ. Đây mấy chị. Màu đỏ nha, đẹp xuất sắc luôn, xả 90.000 thôi. 60kg trở lại và chị Dung Kim em không có bán đang mặc. Chốt màu chút ký em mới chốt nha. Còn đang mặc em mặc nhiều quá không có chốt được. Rồi chị gái nào chốt đen bình luận cho em.
Cam là cái nào chị? Chị Phương ơi, cái này màu đỏ nè, chốt và lần chữ đỏ với em nha. Đỏ. Chữ đỏ em chốt nha, đỏ thì em chốt chứ không có cam. Rồi màu đen nha, đen một giùm cho em, đen một giùm em. Đen một nha mấy chị, đen một 90.000. 50 60 kg mặc vừa đen một 90.000. Bà con cho em xin cái bình luận nha. Bà con ơi. Xin cái bình luận giùm cho em luôn. Màu đen một giùm em 60 kg mặc vừa nha các chị nha, đẹp lắm. 90.000 luôn. Chị Phượng đúng cái này ok giùm em nha chị ơi. Màu đỏ nha, đúng ok giùm cho em. Làm ơn cho em cái bình luận đi chị. Hả chốt thì em hỏi trả lời giùm em cái nha. Hỏi thì trả lời giùm em cái để em chốt cho dễ. Rồi ok chị Châu nha. Màu đỏ giùm em nha, 50-60kg mặt vừa. Đẹp lắm luôn mấy chị. 90.000 nha, đỏ giùm em. Cái này em đang sale 120 mà hàng của nó là 250 nha mấy chị. 50-60kg đỏ em xả 90.000 luôn. Chị gái nào chốt bình luận cho em. Mặc đồ mà tóc bộ nó xúc hết mấy chị, còn thương nó chốt hàng còn có một hàng còn vài khách còn họ không dám nghe điện thoại trốn luôn cả tuần luôn đó mấy chị. Không biết làm vậy đến chi luôn đó mấy chị nha. Mua hàng xong trốn mất tiêu luôn, không dám nghe điện thoại luôn á. Ok chị Châu nha. Rồi ok chị gái nha. Chị Phượng nha. Rồi chị gái nào chốt bình luận cho em. Cái em đang mặc màu đỏ nha mấy chị. Màu đỏ 90.000 luôn. Mua hàng mà không dám nghe điện thoại luôn, đi mất tiêu luôn. Rồi chốt bình luận em đỏ nha. Thấy được tiếp em cái bình luận đi các chị. Tiếp em cái bình luận đi các chị yêu ơi. Beo này em xả luôn cho mấy chị 80.000 luôn nè. 50, 55, 57 cái mặt vừa beo có 80.000 luôn đó mấy chị. Giá xả là giá rẻ lắm luôn rồi đó. Cảm ơn mấy chị nhiều đã chia sẻ với em nè. Mấy chị chốt không? Mặt hàng nó nóng nực muốn chết luôn mấy chị. Chị Phượng em chốt rồi đó chị. Rồi em xả beo cho mấy chị 80.000 luôn. Áo này em đang sale 120 nè, em xả cho mấy chị 90.000 nè. 90.000 luôn. Chị Ngọc Châu có mua bên em lần nào chưa ha? Ngọc Châu có mua bên em lần nào chưa? Rồi màu cái này màu xanh nha. Màu xanh em xả cho mấy chị nè. Màu xanh em xả luôn. Dạ chị Thu Lan ơi, em cần chị Thu Phạm phải có số ký và giá tiền và số điện thoại em mới chốt được hàng nha chị. Màu xanh em xả luôn 90 nè. 90.000 nha mấy chị, màu xanh. Có số ký và giá tiền em mới chốt được nha các chị. Màu đỏ 90.000 mấy chị, 50 đến 60kg mặc ok có 90.000 thôi. Cho em sự giúp đỡ chia sẻ giùm em một lần nữa mấy chị nha. Giá xả là giá rẻ lắm rồi. Rồi đỏ giùm em 50-60kg nha. 50-60kg mặc vừa giùm cho em luôn. 50-60kg 90.000 đỏ. Áo sơ mi. Rồi chị gái nào chốt bình luận cho em. Beo hiện tại em chưa thấy mà chị Dung Kim mình không có số ký nên em cũng không chốt ha. Rồi màu đỏ 50-60kg mặc vừa 90.000. Hàng sale 120 nhưng hàng nghiêm tới 250 lần. Màu xanh em đang xả 90 màu xanh. Mấy chị mà mua mà không có số ký và giá tiền được là em không có đọc nha. Tại vì mấy chị không có số ký nên em không biết mấy chị mua gì nên không có chốt. Rồi chị gái nào chốt beo 90 giùm em. Hàng mà sale 200 mấy mà xả cho mấy chị có 90.000. Chị Dung Kim ơi cho số điện thoại em cũng không biết chốt cái gì nha. Tại vì không có số ký nên em không có chốt đó chị. Rồi chị gái nào chốt bình luận cho em nha. Đẹp lắm. Chị gái nào chốt bình luận cho em beo xả 90.000. Đang sale 120 xả 90.000. Chốt bình luận cho em ha. Beo với xanh 90.000. Nếu mấy chị mua mà không có cho số ký á là em không có chốt. Tại vì em không biết mấy chị mấy ký bao nhiêu ký ha. Mà giá tiền cũng không có thấy nên em không chưa chốt được. Chốt từ hai cái là em sẽ chốt. Rồi đen nha mấy chị ơi, đen này 62-63 ký mặt vừa, em xả luôn 100. Đẹp quá mấy chị,
Đen này xả 100 đấy mấy chị. Đen 1, đỏ giá 90. Dạ. Chị Mai Vàng ơi, chị có mua trước một cái đỏ thì ok, mà không có số ký em cũng không chốt được chị nha. Không có số ký là em không có chốt. Dạ, beo em hết rồi chị Dung. Rồi chị gái nào chốt một lượng cho em đỏ 50-60kg em đang xả có 90.000 thôi. Màu đen em đang mặc là xả 100.000, 62-63kg. Chị Bích Phụng chốt cái này luôn đi, đẹp lắm. 100 đen nha. Mấy chị chốt từng cái thì sẽ được. Ok chị gái nha, chị Khánh Muội ok chị. Rồi màu vàng em sale cho mấy chị trăm luôn nè, cái này đang sale 120. Bữa hổm mới giờ là em sale 150 á. Rồi sale 100 luôn mấy chị, màu vàng 50-60kg nha. Chị Khánh Muội ok màu đỏ nè. Chị gái nào mà chốt mà mình chắc chắn mình nhận nó, chốt hai cái em để em đi đơn. Nha, để 150 cho lên. Dạ chị Nhật Tú ơi, mình có số ký đi. Tại vì mấy chị không có số ký em không chốt cửa hàng đâu ha. Em dựa theo cái số ký mấy chị bình luận á. Nếu như mà em làm sai là mấy chị nói em được ha. Còn mấy chị làm sai là em có nói cho mấy chị được. Rồi em ok chị Nhật Tú nè, chốt thì bình luận cho em nha. Dạ chị Gia Bảo, chị chốt vậy em không biết màu gì vậy chị. Rồi chị gái nào chốt màu vàng giùm em 50-60kg em chỉ cần mấy chị cho em một cái bình luận và một chia sẻ em thôi. Em bán giá dạ, rẻ cho mấy chị nha. Màu vàng xả 100 luôn, 47kg mặc là ok hết nha. Mấy mẫu này size nhỏ. Rồi màu xanh giùm em. Em chốt rồi đó chị Nhật Tú. Xanh em xả cho mấy chị 90. Cái này em đang sale 120 nha. 50-60kg em xả cho mấy chị 90.000 thôi. Còn xanh chốt hàng kèm ký giùm cho em. Mấy chị chốt mà không có số ký là em không có đọc nha mấy chị. Không có số ký và không màu không giá. Nói chung là không có số điện thoại, không chốt được đơn. Đó, ở sau là có cái nút dùm cho em. À chị gái nào chốt cái này em đang xả 130 nè, 60kg mặt vừa nè. Màu cam xả 130 nha, cái mẫu này 250 xả 130 màu cam. Còn mẫu này 260 nè, 60kg mặt vừa em đang xả 220. Đó, chị gái nào chốt thì bình luận em ha. Rồi, màu xanh em đang xả 90. À, mấy chị mua thì mua dùm em, đủ đơn em chốt đơn nha các chị. Màu xanh em đang mặc 90.000, màu đỏ 90 luôn. Đó, chứ đẹp là chốt và lượng cho em. Cứ đủ hai cái là ngày mai em gọi điện chốt. Mấy chị gái nha. Đẹp lắm, 90.000 dùm em. Chị gái nào mà mình muốn mà nhận hàng thì mình mua dùm em đủ đơn nha. Đẹp xuất sắc luôn. Có chị nào đang thấy được tiếp em cái bình luận đi các chị. À, đủ đơn là em sẽ chốt cho mấy chị nha. Màu xanh với màu đỏ 90.000 một cái. Chốt đủ đơn giùm cho em nha mấy chị, chứ còn không đủ em không có gọi nha. Rồi sọc giùm em nha các chị, sọc giùm em 60kg mặt vừa mà em sọc nè. Chị gái đó chốt một lượng cho em sọc 60kg nha, em xả 100 thôi. Chị Gia Bảo màu đỏ em hết rồi ha. Rồi 60kg trở lại mặt vừa sọc em xả 100 luôn. Cái mẫu này bao xinh luôn, sọc nha các chị. Chị Thanh Hương em mua ok màu xanh nè. Rồi sọc chị gái nó chốt em xả luôn 100 sọc. Áo sọc thì bao đẹp nha các chị. Áo sọc thì rất là dễ thương. Có 100.000 áo à các chị nha. 100.000 áo sọc. Giá xả là giá dễ thương lắm. Dạ 62kg bao vừa cho chị Linh. Cái này em có mấy chục cái nhưng mà em bán hết rồi. Có một cái nó nằm ở trong khách không thấy hết, chứ ngoài là khách chốt hết rồi ha. Dạ chị Nhật Tú ơi, nếu mà chị mua một cái mà không mua nữa em xả rồi ha, không có giữ đơn. À, Chỉnh Hoàng 80kg hôm nay em không có. Dạ em ok chị Thanh Hương rồi đó chị. Mấy chị mà mua một cái xong rồi lâu thiệt lâu vô mua nữa là em không có giữ đơn đó mấy chị nha, khỏi đợi mất công. Rồi chị gái nào chốt một lượng cho em nha, sọc em xả 100. Hôm nay 80kg em không có. Rồi beo này đẹp quá mấy chị. Beo này 60kg mặt vừa nè. Trời ơi dễ thương, có một cái duy nhất nha. Em xả luôn 100 luôn mấy chị beo. Alo, beo này 100. Alo. À, lấy gì cho cô Lan chưa? Dạ. Cái áo đỏ với cái vàng mà cái cổ có thun á.
không dễ mặc á. Dạ bây giờ cái mẫu đó em không có nha chị. Dạ không có nha chị. Không có hả? Dạ không. Đang thấy cổ xe nuôi nè. Dạ không. Dạ 65 kg không có chị. Rồi chị gái nào chốt beo 100. Chị anh trên ok. Dạ chị nào có thì chị chốt em trên like nha. Dạ 65 kg tối mai á, tối mai hoặc tối mốt có. Có 60 ký đầy trên like đó chị cũng chốt được lên like bình luận cho em. Rồi em ok chị lên 220 ạ. Dạ em nhiều mẫu lắm chị lên like chị chọn em ha. Dạ. Dạ bây giờ em không có chốt đại, em không có chốt đại được chị nha. Dạ em không có chốt đại nha, em không có chốt đại chị tắt máy em đi ha. Rồi ok chị lên 220. Dạ chị Khánh Ngân ơi, mấy cái đó em hết, với lại không có số ký em không có chốt nha. Mấy chị gái mà chốt beo này nè, 50-60 kg, em chốt hàng là có số ký em sẽ chốt. Không phải là em làm khó mấy chị đâu, nhưng mà không có số ký em không chốt được hàng. Mấy chị thông cảm giùm em. Tại vì biết sao không? Em chốt là hàng nó nhiều size. Mấy chị lỡ như không vừa, mất công mặc không vừa, không được. Chứ không phải em khó khăn gì cả nha. Beo ra 60 kg mặc vừa. Dạ 67 kg mai hoặc mốt em like nha mấy chị. Tầm 250 một cái là em có, 60-70 kg em có ha. Mai mốt em like là 250 một cái em có hàng. Rồi chị gái nào chốt một lượng cho em đỏ em xả 100. Cái beo này 50-60 kg rất là đẹp. Chị gái nào chốt một lượng cho em xả có 100.000 cái beo này ha. Dễ thương dữ lắm luôn mấy chị. Cứ mua hai cái em sẽ đi đơn. Còn chị gái nào mà mình thấy mình không chốt được hai cái á, thì mình để lần sau mấy chị mua ha. Chứ chốt một cái 100 hay là mấy chục ngàn bên em không có gọi chốt với chị nha. Chị Nguyễn lên chốt beo này luôn phải không chị? Chốt beo này luôn ok chị 100 nha. Chị lên với một cái áo 220 nha. Dạ chị Khánh Ngân em chị lấy một cái bình luận thôi. Ví dụ như là màu kèm ký kèm giá một dòng tên em sẽ chốt nha. Tại vì nó trôi mấy chị, nó không nằm chờ em được ha. Rồi chốt một lần cho em đỏ xảm 100. Nó trôi á, nó không nằm chờ em được mấy chị. Máy là dơ lên là nó trôi mất tiêu rồi. Rồi chị gái nào chốt sami đỏ này là 65 kg nha. Em xả 130. Mấy chị 62-63 kg là em có mẫu em đăng like. Còn mấy chị mua 65-67 kg cho lên là tối mai hoặc tối mốt á là em có hàng về em sẽ like cho mấy chị nha. Giá tầm 250 một cái là có hàng. Rồi cái đỏ này là 250 nha, 65 kg. Mấy chị thích phột cái này thì chốt, còn không thích thì mình cắt đi hoặc cắt ngang đi cũng được. Em xả 130 semi đỏ. Đó mấy chị chốt cái này thì bình luận cho em 130 đỏ. Đỏ này là 60 kg mặc vừa xả 100. Mấy chị cứ có ký là em chốt nha, không có ký là mặc không có vừa. Beo em hết beo rồi. Rồi ok chị Thanh Hương nè. Chị Thanh Hương có mua bên em lần nào chưa chị? Mấy chị mua mấy chị để ý điện thoại giùm em, ngày mai em chốt đơn nha. Ví dụ mấy chị mua mà chắc chắn mình chốt á thì mình lấy giùm em, còn không thì thôi nha các chị. Chứ mua xong mà mình nghe điện thoại á mấy ngày gọi không được á, bên em gọi chị 2-3 lần là em xả đơn rồi mấy chị gái nha. Chị Kim Dung ơi, ví dụ 47 kg là mấy cái em nói 50-60 kg mặc được hết nha. Rồi chị gái nào chốt cái áo em đang mặc là sami đỏ giùm cho em mấy chị gái nha. 65 kg trở lại em xả có 130.000 thôi. Chế đẹp nào chốt và lượng cho em 130 đỏ nha. Sami đỏ này rất là dễ thương luôn á mấy chị. Cột cái like dưới đây nè, rất là xịn sò luôn. Em xả có 130 thôi ha. Chốt là cứ kèm ký, kèm màu, kèm giá giùm em là em sẽ chốt. Rồi ok chị Nhật Tú nè. Rồi 62-63 kg đổ lại mặt vừa nha mấy chị. Màu xanh em xả 130. Chốt này bình luận cho em 130 nha. Mấy chị cứ 60-62 kg mặc là ok dùm cho em. Xả màu xanh có 130. Mấy mẫu này là mấy chị biết không, 200-220. Em xả có 130. Rồi chiếc đẹp này chốt bình luận cho em nha. 130.000 màu xanh. Mấy cái hàng
hàng này là mấy chị biết không, hàng đó nếu mà rẻ nhất là từ 200. Em ok chị Nhật Tú nè, đẹp dữ lắm, màu cam giùm em là 6.3, mấy chị có 62-63 ký. Tại em mặc cái áo này dây bự á, em mặc vô nó lòi lên nó không được đẹp, chứ mấy chị mà mặc á đẹp dữ lắm, dễ thương lắm. Đúng rồi, ba cái là phi ship. Rồi màu cam nha, em đang xả có 130. Ba cái là miễn ship đó các chị. Màu cam 130 giùm em. Áo này đẹp lắm. Áo nói chung là áo ăn đông á. Màu đỏ giùm cho em nha. Áo này hàng chất cú đẹp, rất đẹp. Đẹp xuất sắc nha, 80 kg hôm nay em không có. Chị Tú chốt cái gì ta? 130. Sơ mi đỏ là em hết rồi nha chị Phương. Mấy chị chốt mà không có số ký, không có giá tiền á, em không có chốt nha mấy chị. Tại vì biết sao, mặt không có vừa nên em không chốt. Rồi chị gái nào chốt bình luận cho em. Cái này là em đang xả có 130. Màu đỏ, màu cam, chốt là bình luận cho em nha. Rất là dễ thương luôn. Đỏ với cam giùm em. Vậy nè chị Dũng Kim nha, 55kg là mặt thoải mái giống như em vậy đó, rất là dễ thương luôn. Nó không ôm bó sát nha các chị. Rồi màu đen dùm cho em xả 130 nè. Chị Dũng Kim mình chốt, cố gắng chốt cái nữa em nha. Màu đen xả 130. Mấy chị chốt cứ là 150 chưa lên là bên em sẽ gọi chốt. Còn mấy chị mua được 3 cái thì là free ship đó. Màu đen 55-60kg mặt ok dùm cho em. Màu đỏ ok chị nè, chị Dũng Kim ok nha. Em xả có 130.000 quần áo thôi. Màu đen nha, chị gái nào chốt màu đen bình luận cho em. Màu đen xả có 130. Đen với kem nha mấy chị. Dễ thương lắm luôn á. Đen cam với xanh nè. Đó, chị gái nào chốt cứ 3, cứ 150 cho lên là em đi đâu. 150 cho lên là em chốt được mấy chị gái nghe. Màu xanh giùm em, quá trời dễ thương luôn. Xả có 130.000 quả thôi. Chị Thanh Hương ơi, 4-5 cái gì em cũng không nhớ nữa chị. Em thấy chị ok li lịa luôn ha. Rồi chị Á nào chốt bình luận cho em, quá trời đỉnh luôn. Mấy chị chốt mấy cái em ok, mấy cái là sẽ có đơn. Màu xanh nha, đẹp lắm. Em xả có 130.000 quả mấy chị ơi. Áo rất là đẹp, giá rẻ cực kỳ luôn. Màu đen, màu cam, màu xanh nha các chị nha. Xả 130.000 là xứng đáng đồng tiền. Đẹp lắm. Rồi áo này là em đang xả cho mấy chị 265kg nè. Dạ chị Nguyệt cho số ký nha chị. Cho số ký mình cho em. Rồi cái 65kg mặc vừa nâu em đang xả 200 nha. Chốt về bình luận cho em. Cho em số ký nha chị Nguyệt ơi. Tại vì chốt đại với chị không vừa ký ha. Mấy chị nghe số ký giùm em. Cho số ký giùm em chứ không là không vừa ha. Không vừa là mặc không được uổng tiền. Chị Thanh Nguyệt kem số ký. Em đang mặc là màu xanh, xả có 130 hả. Kèm ký giùm em để chốt nha các chị. Mấy chị muốn nhận hàng bên em, mấy chị chốt giùm em 150, em sẽ chốt và kèm ký em chốt nha. Chứ không là không chốt được hàng đâu các chị. Rồi màu vàng nha, 60kg mặc vừa nè. Màu vàng 60kg nha, cái này em đang sale 120 á, em xả luôn 100, 60kg màu vàng. Rồi màu xanh em đang xả 130. Dạ chị Thanh Nguyệt, chị em có ký em chưa chốt nha chị. Tại vì chốt đại mà không vừa mất công tốn tiền. Rồi chị gái nào chốt vàng em xả 160kg mặc vừa. 50-60kg mặc vừa nha, màu vàng em xả luôn 100. Dạ 70kg chờ em mai hoặc mốt em có hàng em like chị gái nha. Em qua em kia em like hết trơn rồi, 85kg đủ lại em có like hết rồi. Chị Thanh Nguyệt ok nha, chốt hàng nhớ em chơi số ký nha các chị. Số ký em chốt cho nó nhanh nhanh nha. Rồi màu đỏ giùm cho em. Áo sơ mi đỏ là em xả cho mấy chị 130 nè. 60kg đủ lại là mặc vừa sơ mi đỏ nha. Sami, chị gái nào chốt Sami bình luận cho em Sami đỏ 130. Giá nào chốt em áo vàng 100. Cứ đơn 150 là em sẽ gọi chốt nha.
150 chưa lên là em sẽ gọi cho các chị. Mà đỏ em xả luôn nè mấy chị. 130.000 nha, áo đỏ em. 50-60kg mặc vừa đẹp. 50-60kg em xả 130 áo sơ mi đỏ dễ cưng lắm. Gái nào thích chốt cái này đẹp nha. 50-60kg nè. Đẹp tuyệt vời luôn. Đó xả 130.000 áo sơ mi. Chứ đẹp nào chốt lượng cho em nha. 50-60kg. Hồi nãy giờ em vẫn thấy một hai khách có mua một cái nha. Mấy chị cố gắng chút mà em đủ đơn giùm em với. Nói chung là mấy chị chọn cũng cực và em like cũng cực, cực lắm mấy chị nha. Mình chốt thì mua đủ đơn giùm cho em với ha. Rồi màu cam này em xả luôn cho mấy chị. 50-60kg nè. Cái này em đang sale 120. Em xả luôn 90, chị gái nào chốt vào lượng cho em. Cam 90-60kg đổ lại mặt vừa. Em xả 90 nha, chị gái nào chốt vào lượng cho em luôn. Áo màu cam này đẹp. 90.000 màu cam nha. Dễ thương lắm luôn mấy chị, màu cam. 50-60kg mặt vừa, xả có 90.000. Mấy cái áo này là bao đẹp luôn. 90.000 nha, chốt vào lượng cho em 90. Màu đen này em có một cái ha. Bình thường là bán 180-200 á, có một cái em xả luôn 120. Chị gái nào chốt đen mà lượng cho em đen 120. 50-55-57 ký mặt vừa màu đen nha, 120.000. Gái nào chốt này đẹp. Mấy chị ơi làm ơn ơi cho em xin cái bình luận nha mấy chị. Tại vì sao em like mà mấy chị nín re nín ru em không biết đường lên. Mấy chị gái nha. Cho em xin cái bình luận em biết đường em like cho mấy chị coi. Cho em xin bình luận em biết em lên hàng mấy chị. Coi mà mấy chị không thấy được em, cái em chán cái em tắt máy mấy chị có coi được gì đâu. Lên Facebook là chủ yếu mình chơi. Mà mấy chị coi mà mấy chị không có bình luận em đâu biết đường đâu like. Rồi màu đen em xả 120 luôn. Đó chị gái nào chốt bình luận cho em. Áo này thì hai lớp nha mấy chị, rất là dễ thương luôn. Đẹp xuất sắc luôn, xả 120, 55-57kg mặt vừa. Nha chị Dung Kim với chị Thanh Nguyệt là bên em là không chốt được nha. Tại vì biết sao mình có một cái 130 đó là em không có chốt đơn được nha. Chị gái nào đủ thì em sẽ chốt nha mấy chị. Rồi áo em mặc là xả 120. Chị gái nào đủ đơn là tự bên em gọi chốt, còn không đủ là bên em không có gọi nha, không có nói gì luôn. Rồi bộ này là màu đỏ em 65kg mặc vừa 220 bộ đỏ. Bộ đỏ là 65kg nha, 220. Màu đỏ 65kg nha, chốt và lượng cho em 220. Rồi chị Tư mình chốt gì mà cho tín hiệu chị. Chị nào mấy chị mua gì rồi cho số em, còn không mua thì coi chơi em được rồi, không cần số ha. Gái nào mua thì cho số, còn không thì thôi không cần cho số đâu. Màu đỏ này 65kg mặc vừa dùm cho em một bộ màu đỏ 220 nha. Cái này là bộ đỏ, còn nãy giờ là em lay áo. Hồi nãy giờ là em lay áo, còn bây giờ là em lay đồ bộ ha. 220 màu đỏ em một bộ. Nãy giờ lên áo nha các chị. Dạ chị Lê Nguyệt ơi, chị bao nhiêu ký vậy chị? Lê Nguyên. Chị bao nhiêu ký vậy? Với lại chị có mua gì thêm giùm em không? Tại vì biết sao không phải khó dễ gì đâu mấy chị. Nhưng mà có số ký nha. Với lại mua được 150 mà em sẽ chốt đơn. Em thấy có 2-3 chị khách mua 120 á, em không có đi đơn được đó mấy chị. Rồi mất thời gian mấy chị, rồi gái liên chọn rồi mất thời gian bên em nữa ha. Chị chốt kèm số ký. Có mua được 2 cái thì ủng hộ em chốt đơn ha. 120 bên em không có chốt, không có đi đơn được. Rồi 50-60kg em đang xả 90 màu đỏ. 50-60kg màu đỏ em xả 90 nha. Cái màu đen đó là có số ký em mới chốt được chị gái nha. Rồi ok chị Châu nè.
Châu ok. À, chị Lê Nguyên ơi, mình không có số ký á, nên em không có chốt á chị nha. Châu em ok. Màu đỏ em đang xả 90. Màu xanh em đang xả 90. 50 60 kg mặt vừa 90.000 một xanh. Màu cam này là 200 nha mấy chị. 50 53 kg mặt vừa. Em xả 140. Màu cam. 50 53 kg em xả 140. Dạ chị Lê Tư ơi, nếu mà mình không chốt chị không cần cho số điện thoại đâu chị. Chừng nào chị mua thì cho số nha. Tại cháu có mua gì đâu cho số làm chi chị. Rồi 50 đến 53 kg mặt vừa. 200 em xả luôn 140 nha. Chị gái này size nhỏ chốt đẹp. Màu trắng nha. 50 53 kg là mặt ok. Màu trắng em xả luôn 120. Mấy cái này đẹp lắm các chị. Màu cam em xả 130. Màu kem nha, em xả 120 kem. 50 53 kg mặt vừa đẹp. Chị gái nào mình muốn chốt á thì cho em số ký nha, số thứ hội giá tiền. Với lại mua đủ đơn. Rồi màu kem em đang xả cho chị ha, 120. Màu đỏ 50 53 kg mặt vừa nè, em xả cho mấy chị. 140 luôn màu đỏ, đẹp dễ sợ đẹp luôn. Chốt là cứ bình luận ký và giá em nha. Để em lên đơn cho nó đủ, nó vừa size của mấy chị chốt. Màu đỏ giùm cho em đang xả 140. 50 53 kg là chốt là vừa nha các chị nha, màu đỏ. Dễ thương dữ lắm luôn. Đó, đẹp xuất sắc, chị gái nào 50 kg là mặc cũng ok nha, màu đỏ em. Áo rất là dễ thương luôn. Chị gái nào chốt thì cho số ký nha, chốt mới mặc được. Chốt thì bình luận cho em nha mấy chị. Chốt thì bình luận cho em ký và giá. Chị gái nào chốt thì bình luận ký giá em lấy nha. Chị Châu ơi, chị có đơn chưa chị? Chị Châu có đơn chưa? Một cái áo 120 chị có đơn chưa chị? Chị Châu nãy giờ có đơn chưa em quên mất rồi. Có đơn chưa chị Châu ơi, cho em cái bình luận đi. Tại vì em like có chút xíu nên em tắt máy rồi. Chị có đơn chưa để em biết em giữ đơn lại cho chị nghe. Không đủ đơn rồi em mất công phải xả ra nữa. Châu Nguyên cho em cái bình luận đi, xong mấy chị coi mà em hỏi mấy chị không có thèm trả lời trả vốn gì, em không hiểu mấy chị coi có thấy em hay không luôn á. Màu cam 65 kg mặt vừa em 220. Màu cam 65 kg nha, 220 giùm em. Cái này là một bộ nha mấy chị. Theo trước và theo sau nè. Một bộ giùm cho em ha, 220. Dạ chị Lê ơi, màu đen 120 60 kg em không có hàng. Em không có 60 kg nha. Em chỉ có 50 năm mấy ký cái nãy đó. À cái là có chốt rồi, chốt thêm cái gì em chốt, còn một cái 120 em không có chốt. Không vừa nha chị Lê Nguyên nha, không vừa. Rồi màu cam em mặc là 65 kg nha, 220 màu cam. Cái này một bộ nha các chị, một bộ em ha. Cái này là màu cam giùm em, 220. 65 kg mặc vừa một bộ màu cam. Rồi màu đen nha mấy chị, 65 kg màu đen ha. 65 kg giùm cho em, 220 luôn màu đen. 3 bộ là free ship nha mấy chị.
ba bộ là phi ship. Gái nào chốt lượng cho em nha, ba bộ là phi ship 220 giùm em màu đen. Đơn của chị Châu với lại chị Thanh Nguyệt với lại chị Dung Kim là ba chị không có đủ đơn á, là em không không có chốt được nha. Rồi chốt một lượng cho em màu đen 101, 102 là em không có chốt nha mấy chị. Em nói trước để mấy chị khỏi đợi đó, đợi mất công ngày mai nói sau mới giao, không có giao được nha. Ít quá em không có giao, 101, 102 là em không có giao nha. Mấy chị mua ít quá khỏi chốt em. Gái nào mua đủ 150 thì bên em sẽ chốt nha. Ít quá là không lên đơn được cho các chị. Mấy chị thông cảm giùm cho em. Màu đen nha, chốt lượng cho em 220 màu đen. Rồi cái này là 70-75kg mặt vừa, 70-75kg nha mấy chị, 70-75kg mặt vừa. Em xả 150 màu xanh, xả 150 nha. Ok chị Tâm Lê, ok chị Tâm Lê nha. Rồi chị gái nào chốt lượng cho em 75kg em xả. Chị Tâm Lê ok bộ đen, ba bộ là được free ship. Rồi em đang mặc màu đen nha, đang à màu xanh. Màu xanh em đang xả 150. Xả 150 nha. Chị Tâm Lê ok. Em ok chị Tâm Lê một bộ đen nè. Rồi em đang mặc bộ đen 75kg xả 150 nha, đen. Màu đen em đang xả 150, 75kg. Em có màu nho 50kg nha, chị gái nào chốt 50kg em vẫn có đồ bộ 50kg nha. Màu xanh 55-60kg mặt vừa, 230 màu xanh, 230 nha, bộ màu xanh rất là dễ thương. Bộ màu xanh đẹp ghê luôn mấy chị. Màu xanh nha, chốt một lượng cho em 55-60kg mặt vừa, 55-60kg nha, 230 giùm em. Bộ màu xanh chị gái được chốt một lượng cho em nha, rất là dễ thương. Màu màu xanh giùm em 230, 55-60kg màu xanh. Chị gái nào chốt xanh mình lượng cho em xanh nha, 230 một bộ xanh. Rồi màu đỏ giùm cho em nha, 220. Tại 65kg mặc vừa màu đỏ, 220. Dạ em cảm ơn chị Bích Phượng. Màu đỏ 65kg mặt vừa 220 nha, chốt vào lượng cho em 225-65kg mặt vừa màu đỏ. Màu đỏ nha, chốt vào lượng cho em 65kg mặt vừa màu đỏ. Rất là dễ thương luôn mấy chị, màu đỏ nha, 220 một bộ, màu đỏ rất là đẹp luôn. Màu xanh 230 nha, chốt vào lượng cho em màu xanh. Màu đỏ 220. Màu cam là size 80kg mà chị, màu cam luôn ha, 80kg giùm em, 220 màu cam. Màu cam là size 80kg luôn nè, rất là dễ thương luôn, 220 màu cam, 80kg nha, chị gái nào chốt một lần cho em cam. Dạ đúng rồi chị Lê Nhàn, đỏ nó xe 3 đó chị, 220 xe 3 đó chị, chốt thì đẹp lắm.
một bộ, hai bộ ship 30 nha, ba bộ là phi ship, chị gái nào chốt và lượng cho em, mà đỏ là xe 3, 65 kg chị có chốt và lượng cho em ha. Màu đỏ với màu đen, màu xanh dương, size số 3 dùm cho em, đẹp lắm, 230, màu xanh dương, à 220 nha, quên, 220 xanh dương dùm cho em, 65 kg nè, tay rất là dễ thương luôn á. Màu xanh dương với màu đỏ với màu đen. Màu cam em mặc là 80 kg nha. Cam em mặc là 80 kg. Chị gái đâu chút xanh này nè, 220, 65 kg nè. Dễ thương lắm. Mấy cái mẫu này hiệu trước hiệu sau nó mới chị, rất là đẹp. Rồi ok, chị gái chốt cho chị nha. Màu xanh coban. Ok chị Nhàn nha, 220. Ship là 30 ngàn. Rồi ok chị Ngân Kim màu cam. Em ok chị Ngân Kim nha, đẹp quá trời. Chị Ngân Kim ok màu cam. Rồi em đang mặc màu xanh nha mấy chị. Màu xanh rất là dễ thương. Màu xanh 220. Cái máy chút đơn nó chậm như quỷ vậy đó. Rồi màu bò 70 kg nha, 70 kg mặc vừa dùm cho em, 70 kg nha, màu bò. Rồi chị chịu hoa, chị nào mà chị chốt đủ thì lấy nha chị. Tại vì chốt con cái nó công nó không có đi đơn được, mất công mất thời gian lại xả ra cũng vậy. Rồi ok chị Ngân Kim nha, xả một giá nửa tiền mà mấy chị còn chốt không đủ thì thôi em chịu thua luôn. Chốt cho mấy chị như vậy là quá lắm rồi. Rồi size 48-53 kg nha, xả cho mấy chị là cái giá rẻ để mấy chị mua thêm đó. Mà gấp buồn mấy chị chốt một cái xong mấy chị bỏ ra, nãy giờ 2-3 khách rồi chút em mất công bỏ ra. Dạ chị lên đây 62 kg là số 3 mặc được có chị, 63. Số 3 là chị mặc 62-65 kg đó chị nghe. Rồi chị gái nào chốt một lượng cho em. Chị thích mặc số 2 nói em lấy số 2. Chứ còn số 3 là 62-65 kg mặc là ok đó chị. 220 màu xanh nè, 65 kg. Em đang mặc màu đen số 1 nha, 48-53 kg, 230. Chị muốn mặc số 2 hay số 3 nói em lấy cho chị Linh. Tại vì em có size 32, size 3 luôn. Chị chốt xe máy. Rồi màu đen 70 kg. Dạ chị Ngân ơi, bây giờ em còn có bộ cam này 85 kg luôn á chị. Mà cái này của hổng chị mua quá trời rồi. Đây là 85 kg, em còn có bộ nè. Bữa trước chị mua cái này quá trời rồi. 70 kg mặc vừa dùm cho em, 70 kg màu đen nha. Chị Linh chị chốt số 2, số 3 nói em lấy cho. Tại vì số 2, số 3 gì em cũng có nhiều nữa. Rồi cái này 80, quên xin lỗi, 70 kg, 220. Chị Linh thường mặc số 2, số 3 nói em lấy cho chị nha. Màu đen 70 kg, 220. Đen 70 kg, 220 nha. Rồi màu cam này đẹp lắm á chị, cái mẫu này em hết hàng nha. Bây giờ nó chỉ còn sót lại vài bộ thôi à. Sót lại vài bộ thôi màu cam giùm em. 65 kg mặc vừa, 230 màu cam. Chị gái nói chốt màu cam này đẹp lắm, 230. Rồi 70 kg mặc vừa giùm cho em nha, 220. Màu cam này 65 kg mặc vừa đó mấy chị, đẹp lắm. Chị Ngân Kim ơi, chị chốt size 75 kg không em lên mẫu mới cho. Mẫu mới nhiều lắm luôn á chị Ngân Kim. Ngân Kim ủng hộ xe 4 em lấy cho. Mẫu mới. Rồi màu cam chốt và lượng cho em nha. Chị Ngân Kim chị ok số 4 em lên cho. Nhiều lắm. Mẫu mới em quá trời luôn á. 65 kg mặc vừa mấy chị. 65 kg nha, màu cam giùm em, 230.
rồi màu xanh bích nha. Xanh bích 70-75kg số 4 nè. 78kg không có, em chỉ có số 4 thôi chị Kim. Hôm nay chỉ có số 4 à. Mẫu số 4, mẫu mới á. Rồi chốt và lượng cho em xanh bích nha. 70-75kg 230 xanh bích. Em có mẫu mới nhưng mà em chưa có like. Nhưng mà size 4 là lớn nhất, cho em không có số 5. Chị gái nói chốt xanh bích và lượng cho em xanh bích nha. Mẫu mới thì nó đẹp dữ lắm nhưng mà nó không có số 5. Chốt và lượng cho em 75kg xanh bích. Đó chị, có chốt số 4 thì kêu em lấy cho. Số 4 em nhiều lắm. Số 4 em rất là nhiều. Mấy bữa thấy chị chốt số 4 mà. Mấy bữa thấy chị chốt số 4 nhiều mà chị. Chị Ngân Kim. Rồi cái này chốt một lần cho em nha. 75kg mặt vừa xanh vít. Chị Kim tiền ơi, số 3 thì em có nhưng màu xanh đen, bản màu em không có. Chị lên đợi em chút em lấy cho. Trong cái bản màu em nó có màu gì là em có màu đó chứ em không có ra màu khác được. Ví dụ bảng màu nó có màu xanh dương là đó xanh dương. Đây nè chị Linh ơi, chị chốt mẫu này á, hiệu kêu cho em mã 14 nha. Mẫu này là em chưa like một bộ nào luôn. 240. Cái này là đen hồng nha chứ không có đen tím. Chị Linh có chốt thì bình luận cho em đen hồng và đen đỏ. Đó em đang mặc là size số 3. Chị chốt số 2 thì nói em. Đó đẹp lắm nha. Mã này là 240. Mã 14 dùm cho em. Dễ thương lắm, nó có 11 màu, chị có lấy thì em chốt cho. Mẫu này em chưa có like. Chị Linh có chốt thì bình luận cho em 240 nha. Có chốt thì bình luận cho em 240 em chốt cho. Em có đen đỏ với lại đen hồng đó thôi, không có đen tím. Beo này 55-60kg mặc vừa 170 nha, xả luôn 150. Xả luôn 150 beo. Quá trời dễ thương luôn mấy chị. Beo em xả 150 nha. Rồi chị gái nào chốt cái mã này là mã 14 mẫu mới. Mẫu mới giùm cho em 240. Màu đen nha, chốt về bình luận giùm em 240 một bộ. Màu đen, màu tím nha, màu tím nha em. Không có chị Trang. Rồi chốt và lượng cho em ha. Chốt và lượng cho em màu tím số 1. Màu tím này em có size 2-3 ha. Như em còn mấy chị, chốt và lượng cho em. Màu tím giùm em ha. Size này là em đang mặc size 1. 48-53kg mặc vừa 230. 48kg nha, đến 53kg mặt vừa. Thôi em tắt like nha, em chào mấy chị luôn. Bây giờ em lên cái gì mấy chị cũng không thể nào mà cho em cái bình luận, nên em không thể nào like lên cho mấy chị coi được. Em kết thúc like nha. Nói chung là tắt sớm thì cũng không làm gì mấy chị. Có nha chị Nguyễn Ngọc ơi, có chốt thì bình luận cho em lấy cho. Có chốt mã 14 thì em lấy cho chị Nguyễn Ngọc. 240 một bộ, 3 bộ là free ship. Em có đen hồng với đen đỏ. Chị chốt thì cho em xin cái bình luận nha.
bây giờ em có like nữa thì mấy chị cũng không có trả lời, nên là em không like nữa nha. Áo thì em chỉ có hàng sale như vậy thôi, còn nếu mà hàng mà ví dụ như là 300-400 thì cái mẫu khác. Em lên mà em xin mấy chị một cái bình luận mà mấy chị không có trả lời trả vốn gì hết luôn á, nên là em không có like được. Mấy chị không mua mà mấy chị cũng không có dám bình luận nữa, nên là em không có like được gì luôn. Dạ chị Ngọc Nguyên, chị có chốt thì cho em xin bình luận nha. Còn chị ví dụ không thì chị để giùm em chữ không, để với chị em tắt máy em khỏi đợi. Rồi ok, đen hồng nha. Ok 240 nha Ngọc Nguyên. Mẫu mới em về nè chị Tuyết Trang, chị có chốt không? Em về hàng không biết bao nhiêu mà nói luôn mấy chị, thậm chí mà cái trước nhà em là không có còn chỗ để luôn á, mà do là nó bị mất tương tác em khó like. Đây là chị Tuyết Trang có lên mã mới, em lên cho số 3 màu tím nè. Chị thích mặt đơn giản, chị chốt mấy mẫu này đó. Chị Tuyết Trang có chốt mẫu này em lên cho đó, mẫu mới đó. Chị có chốt thì em lấy cho. Chị Ngọc Nguyên 240 nha, chốt và lượng cho em. Chị Nguyên Ngọc ok nè. Cái mẫu em đang mặc là rất là dễ thương luôn, có 170 một bộ thôi. Chị Tiết Trang mình có chốt cái mẫu này không chị? Bây giờ tới em xin chị một cái bình luận á. Tại em thấy chị thích cái hàng bông, em hỏi chị có thích cái này thì em chốt cho, lấy cho. Em có size chị cái trang, chị muốn size bao nhiêu ký em có size bấy nhiêu ký ha. Chỉ cần chị chốt hay không thì em lên màu thôi. Rất là đẹp. Rồi chị gái đã chốt cái này em có 55-75 ký mặc vừa. Cái này là em kêu màu xám nha các chị. Màu xám là rất là dễ thương luôn, có 170.000 một bộ thôi nhưng mà đẹp lắm. Màu vàng dùm cho em nè. Màu xanh nha. Đó, màu đỏ dùm cho em. Rồi em có 5 màu, 170 một bộ nhưng mà vải thun đẹp, đẹp dữ lắm luôn. Đây màu đỏ dùm cho em. Màu đỏ, màu xanh, màu vàng, màu xám nha. Có 170 một bộ thôi, vải rất là dễ thương. Dạ em có size 4 lớn nhất chị Ngân. Vàng với xám nha chị. Màu vàng với xám ok chị gái nha. Vàng với xám nè. Ok chị Tuyết Trang nha, 170 một bộ dùm cho em. Size 4 lớn nhất. Size 4 là 75kg mặc 10 dùm cho em. 75kg trở lại em có size. Lên màu nho, em có nhiều mẫu màu nho lắm. Rồi em ok chị Tuyết Trang nha. Ok chị Tuyết Trang. Chốt số 4. Ok chị Ngân, chị chốt luôn 5 màu đi. Tại ghế này nó chỉ có 5 màu thôi. Mẹ mới có size từ 55 đến 75kg mặt vừa. Không đẹp là cho mấy chị chửi luôn. Bình luận màu nha chị Ngân Kim, em có 5 màu, cái này là nó co giãn nè. Mấy chị gái nha, rất là sướng luôn. Ok chị Thư nè. Chị Ngân Kim mà lần chữ tím nè chị, tại em có 5 màu lận nha. Rồi ok chị Thư nha. Có 170 thôi. Rồi em có màu xám, màu xanh, màu đỏ, màu tím. Nó dễ thương dữ lắm luôn á chị. Có 170 một bộ à. Chốt size 4 cho. Chốt size 4 bộ. Chốt size 4 bộ em đang mặc. Chị Ngân Kim ơi, size 4 bộ hay 1 bộ chị?
chốt size 4. Bộ em đang mặc. Ok chị Ngân Kim. Rồi màu xám nè. Em có size từ 55kg đến 75kg. Mà mấy chị biết không, cái vải này rất là co giãn luôn. Chị Ngọc ơi, chỉ cần cái màu và giá giùm em ha. Màu và giá kèm ký giùm em. Rồi màu xám giùm em. Ok chị Linh. Em có 5 màu mấy chị cứ chốt giùm em ha. Tím, xanh, đỏ, vàng, xám. Chị Linh em ok nè. Nói chung là cái mẫu này là em nói thật sự mấy chị nó quá trời đẹp luôn. Lấy rồi đó chị Trang. 170 một bộ nha mấy chị. Ok chị. Ok chị Mai nha. Đẹp lắm luôn, em nói thật sự cái vải nó rất là ok. Dạ chị Xuân Tiết, chị có chốt không? Bộ em mặc là 680.000 em mua mặc á, chị có chốt em để cho 53kg mặc vừa. Có thích thì em để nhường lại cho ha. 680. Dạ chị Tiết Trang, chị có chốt màu vàng rồi, em lấy rồi ha. Em chốt rồi, em lém ra xa rồi. Rồi chị gái đã chốt một lần cho em nha. Em đang mặc màu đỏ. Chị Ngân Kim em ok nha, chị Ngân Kim nha, chị Thân ok nè. Chị Nguyên Ngọc mình không có xuất ký nên em chưa chốt gì ha chị. Kèm ký kèm màu giùm em nha. Dễ thương quá trời, có 170 à. Rồi chế đẹp rồi chốt một lượng cho em nha. Màu đỏ mấy chị có 170 một bộ à. Chị Thư ok màu xanh rồi nha. Em có được 5 màu, chị Ngọc Nguyên chưa có cho cái màu. Dạ chị Ngọc Nguyên, chị chốt màu gì bình luận cho em màu đó ha chị. Màu tím ok chị Ngọc Nguyên. Màu đỏ, màu tím, màu xám, màu xanh mấy chị. Màu vàng đẹp lắm. Có 170.000 nè. Màu xám, màu đỏ. Em ok chị Hân Nguyên nha, màu xám màu đỏ. Xám màu đỏ luôn ok chị. Màu tím màu xanh đẹp lắm nha. Chị gái Thi Nguyên ơi, em không có màu xám rồi chị. Hết màu xám rồi, chị chốt màu đỏ được không chị? Chị Thi Nguyên. Em hết màu xám rồi, chị chốt qua màu đỏ được không? Màu đỏ với màu tím được không chị? Màu đỏ, màu tím, màu vàng. Màu đỏ, màu tím, màu vàng được không chị? Dạ, ok chị Mai rồi nha chị. Chị Thi Nguyên chốt màu đỏ với màu khác được không chị? Màu vàng đẹp lắm luôn nè. Tại vì em đang bóc size to, em mặc đại đó mấy chị. Chứ mặc vừa size đẹp lắm nha. Có 170.000 à. Màu vàng bao dễ thương luôn. Nãy giờ em chưa mặc màu vàng, em đang mặc size to lắm nha. Mấy chị mặc vừa size sẽ đẹp. Dễ thương cực kỳ luôn. Chị Hay Nguyên mình chốt một bộ hay hai bộ. Nếu một
Nếu màu đỏ thì ok, em cho em đi, màu xám em hết rồi. Quá trời đẹp luôn á, có 170 à. Dạ chị Sang ơi, màu vàng bao nhiêu ký chị? Em có size nha chị Sang. Em ký em nha chị Sang ơi. Màu vàng, màu xám, màu xanh, có size đó chị Sang lấy mặc bao nhiêu ký? Cho em số ký nha, chứ không là em không biết chốt. Màu vàng đẹp quá trời luôn á. Rồi ok chị, 70 ký, ok chị nha. Màu vàng 70 ký, ok chị Sang. Em ok chị Lê Nhàn. Chị Ngọc Sang ok nha. Dạ chị Thi Nguyên, em thấy chị xám với đỏ. Bây giờ chị chốt vàng. Tím vàng với đỏ phải không chị Thi Nguyên? Đúng ok em cho em. Đúng thì ok cho em nha chị Thi Nguyên, đúng ba bộ thì ok. Rồi em ok chị Lê Nhàn, màu vàng. Chị Lê Nhàn em ok nha. Rồi màu xanh. Màu xanh giùm em nha, đẹp quá trời luôn, màu xanh. Áo sale sau là tùy mẫu tùy giá nha chị Trần Hiền. Tùy mẫu tùy giá với lại cái size nhỏ. Rồi chốt và lệnh cho em màu xanh, đẹp quá trời. Ok chị Hy Nguyên nha, tím với vàng. Tím vàng đỏ ok chị, ba bộ nha, đẹp quá trời luôn. Chị Hy Nguyên ok, tím vàng đỏ. Một trăm bảy một bộ mấy chị, đẹp quá trời luôn. Rồi em ok chị Lê Nhàn nha. Lê Nhàn cho em số điện thoại lại đi chị. Lê Nhàn cho em số điện thoại lại nha. Ok chị Liên Mai. Chị gái đã chốt màu xanh nha, đẹp quá trời luôn. Chị Lê Nhàn cho số điện thoại lại em đi chị. Cái mạng nó chậm ra đâu, nó khó ghê luôn á. Mạng chấm rì rồi mấy chị, bực ghê luôn á. Liên Mai ok màu vàng. Liên Mai em hết màu vàng rồi chị, em hết màu vàng rồi nha chị Liên Mai. Em còn màu xanh với màu tím, màu đỏ. Xanh, tím, đỏ, xám. Chị Liên Mai em hết rồi nha chị. Chị nhà hãy chơi số điện thoại lại đi chị. Dạ chị Trần Hiền ơi, chị bao nhiêu ký? Tại vì cái size này nhỏ xíu thôi nha, 50 mấy ký thôi, chị bao nhiêu ký? Alo. Alo. Lấy cho chị Lan hai bộ màu vàng với màu xanh mà cổ đang mặc đi, giá 170 á, có làm ký nha. Màu vàng em hết rồi chị, em có màu tím, màu đỏ, màu xám nha. Ủa sao chị đang cái chuyện màu vàng nè? Dạ khách mua trên đây màu vàng em đang hết đó chị. Nếu có màu vàng lấy chị bộ màu vàng với màu dạ, xanh. Dạ em đang trả lời, mặt. Em đang là trả lời hết đó chị. Tại khách mua mấy bộ mà đây à. Em đang hết đó chị. À vậy hả? Vậy về con. Màu tím, màu xanh, màu đỏ, màu xám. Em biết rồi nhưng mà em đang trả lời là hết đó chị. Chị Trần Hiền, áo đó em đang sale á nha. Chị mua về bán thì lấy ví dụ 10 cái, 20 cái hay 100, 200 cái thì giá nó khác. Ví dụ vậy đó. Chị Mai ơi, có chốt màu tím hay cái màu gì khác không? Em đang mặc màu xanh, tím với xanh với xám. Tím với xanh với xám nha. Chị Trần Hiền, ví dụ như chốt mà một lô á, vài 300 cái thì giá nó khác. Đẹp quá trời màu xanh.
này về em còn khoảng ngàn, gần 2.000 á. Vậy có chốt thì bao nhiêu cái nói em lấy cho. Ví dụ dài 300 cái hay bao nhiêu thì nói em lấy cho. Rồi beo này em còn được một cái nè. Một kem nha. Xả 100. Size 60kg mặt vừa. Kem nha mấy chị. Xả 100 một kem. Em lên một cái này nữa em kết thúc like nha các chị. 60kg mặt vừa một kem. Xả 100. Xanh cũng được, có lấy bộ xám cho chị chưa? Ok, chị lấy rồi đó chị Mai. Màu xám rồi, giờ em lấy cho chị màu xanh nha. Ok, chị Liên Mai màu xanh nha. Dễ hung quá trời luôn. Ok, chị Liên Mai nè. Bây giờ áo ăn đông nó nhiều kiểu lắm Hiền ơi nha. Đây nè. Áo rất là nhiều kiểu. Cái này là cột. Cột trên cột nơ trên cổ nè. Bây giờ còn cả 2.000 cái ha. Nói chung là tương đương với 2.000 á. Nó nhiều mẫu lắm. Ví dụ chị hốt ngang á, làm bóc đại như vậy là em bán cái giá ok lắm. Tại em xả mà. Đang xả đó, chốt thì nói em lấy cho bao nhiêu cái cũng được. Hốt ngang như vậy em tính giá rẻ. Còn chọn từng cái thì giá khác. Đó, Sammy nè. Áo này là áo ăn đông ha. Rất là nhiều kiểu và nhiều màu. Lô ăn đông này em còn rất là nhiều. Em lấy hồi trong Tết mà bây giờ mới like. Mới like hôm kia với hôm qua. Đó, mới like có 2 ngày thôi. Ai chốt thì cho anh số điện thoại chốt. Lấy lần lô mấy trăm cũng được. Một kem em đang mặc là xả 100 nha. Rồi em chúc bà con mình ngủ ngon. Mấy chị nha.